Nhân kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2024, tối nay Đài Hà Nội sẽ tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật Hà Nội những cảm xúc tháng 10 tại Nhà hát lớn Hà Nội. Hà Nội những cảm xúc tháng 10 là những bài hát gợi lại những ký ức hào hùng về trang sử vàng của dân tộc gắn với thủ đô Hà Nội, đem đến cho khán giả bức tranh bằng âm nhạc đầy lãng mạn, thơ mộng về mảnh đất kinh kỳ và mùa thu. Các ca khúc nổi danh về Hà Nội chính là cầu nối cảm xúc, giúp khán giả hòa trong vẻ đẹp của thủ đô trong những ngày nắng dịu, cùng gió heo may qua từng góc phố như Thu Vàng, Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội đêm chờ gió, Hoa Sữa. Chương trình được dàn dựng công phu với sự góp mặt của những nghệ sĩ tên tuổi như nghệ sĩ nhân dân Thanh Lam, nghệ sĩ nhân dân Mai Hoa, các ca sĩ Lân Nhã, Bảo Yến, Quỳnh Anh cùng dàn nhạc thính phòng Thăng Long. Chương trình được phát sóng trực tiếp tối nay vào lúc 20 giờ trên kênh H1, phát thanh FM 96, trực tuyến trên ứng dụng Hà Nội On và các nền tảng số của Đài Hà Nội.